Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi video của Thế Tâm. Ở những video lần trước thì Thế Tâm có giới thiệu đến quý vị đó là một cái bếp hồng ngoại, cái bếp nướng hồng ngoại đó quý vị. Và Thế Tâm cũng đã nướng thử với cái bếp đó là nướng đùi gà, lại là sườn heo, cảm thấy là khá là ngon, nướng ngon hơn những cái lò bình thường, mặc dù thấy nó cũng giống giống. Và ở video lần này Thế Tâm sẽ tiếp tục sử dụng cái bếp nướng hồng ngoại này nữa để nướng một cái gọi là hải sản. Thế Tâm đã mua sẵn rồi, quý vị xem. Đây, hải sản bạch tuộc, mực, mực khổng lồ, to vãi luôn. Thế Tâm sẽ nướng thử cái mực này với cái bếp này thử coi nó có chín nổi không, nó có ngon không. Rất là to, mực khổng lồ. Nướng thử coi mấy ngày mấy đêm mới chín. Chờ xem nào. Đây là gia vị rồi, Thế Tâm mua đây. Sả tế, ớt khô, ớt xanh nè, rồi lưa hộp dưa hết. Nướng nè. Giờ Thế Tâm chỉ cần ướt là nướng cho chị xem ha. Đây, cái bếp thần thánh này, dùng cái bếp này để nướng tất cả mọi thứ động vật. Thế Tâm sẽ quăng hết lên đây luôn. Khủng long thì chúng mình khỏi đó, sẽ quăng lên hết lại được. Quý vị chờ xem Thế Tâm ha. Rồi giờ Thế Tâm sẽ ướp và nướng cho tất cả quý vị các bạn xem. Vâng, thưa quý vị, sau khi Thế Tâm ướp xong thì nó sẽ như thế này đây. Đây, hiện tại Thế Tâm đã ướp xong đó, quý vị thấy không, ướp siêu cay luôn. Đó, để khoảng nửa ký ớt à, cay không, cay xé lưỡi luôn, ngon lành. Giờ là khoảng 2 tiếng là nó cũng đã thấm rồi. Vậy Tâm chỉ có ghim điện vô là bắt đầu là mình nướng thôi. Đó, Tâm sẽ ghim điện vô nha, cắm điện vô, tiếp thần thánh, sáng lên, điện sáng lên, ok. Ngọc em nữa, tiếp theo. Ồ, con này mà để nó lớn lên là nó sẽ làm hại dân làng á, ăn thịt người ta ăn nó, để nó ăn bệnh vậy à. Giờ chờ khoảng vài phút, ok. Vâng, kính thưa quý vị, sau 15 phút thì nó cũng đã chín rồi. Và bây giờ Thế Tâm sẽ gấp ra để bỏ vô dĩa và bắt đầu ăn thử coi nó có như thế nào. Đây, gì thấy không, nó cũng đã chín rồi. Sau 15 phút nướng thì giờ chín rồi. Giờ Thế Tâm gấp ra nghe quý vị. Đây. Đó, gấp ra bắt đầu thưởng thức cho tất cả quý vị và các bạn chúng ta xem. Bự hơn cái dĩa luôn. Rồi, ok, để Thế Tâm xíu nha. Vâng, kính thưa quý vị, hiện tại thì Thế Tâm đã dọn ra đây, xong xuôi hết rồi đây. Sau 15 phút nướng thì nó cũng đã xong. Đây, quý vị thấy khổng lồ, con mực khổng lồ, thịt rất là ngon, siêu cay quý vị. Nửa ký ớt, nước chín chưa nè, siêu cay luôn. Đó, nửa ký ớt, cả sẵn sàng, bảo đảm là bao phê luôn. Bây giờ thì đây là ớt xanh, đây. Cái này là phải chấm với ớt xanh nó mới hợp vậy. Đó, thấy không? Thế Tâm sẽ quất cái dĩa này. Còn nó chín chưa? Đây, những cái thấy ở giữa thấy gì hay nó tét nó trắng trắng nè. Không biết nó chín chưa nè. Không biết ăn xong là có đi luôn không? Bé ra nó rất là nhẹ nhẹ. Thử miếng nè. Phê quá quý vị à, tạo hơn nó phê à, ngon khủng khiếp. Trước giờ chỉ có ăn mấy con mực nhí nhí thôi, đâu có ăn con mà chà bá lửa vậy. Nó chơi sạc lửa, ăn con chà bá lửa luôn. Quý vị thấy ngon cỡ nào. Nướng bằng cái lò thần thánh luôn. Đây, lò bái nhảy giờ. Chấm với nước xanh đúng bài luôn nhỉ, cay mà thiên cay. Cái này phải đầu, cái đầu nó mỏng, chín ăn ngon. Đã hút giữa, giữa phải sống rồi. Rồi, ủa gì không? Hút giữa nó trắng nhát nè. Tại nó sống, nó nguy hiểm là hút giữa đó. Nặng cái đầu nó trước nè. Gì thấy không?
Cảm ơn sạch ngon quá. Quá cay. Lúc còn lại đó. Nó 3 ngày luôn. Bự rồi. Bự bằng cái mặt cái tâm luôn rồi thấy không? Bự bằng cái mặt luôn. Ghê không? Dạ. Sống thôi. Thì luôn. Ôi, để nguyên con rồi luôn, ăn cho nó sướng. Có cái cục gì ngay đây đây. Ừ, chắc trứng của nó quá. Trứng những đứa bỏ đây. Trời, nó biết gì mình xé mình nướng ta. Nó dễ chín. Thôi, mà lỡ rồi. Giờ sống gì cũng ăn thôi. Lên dĩa rồi sao giờ. Mời cái gì nha. Đoạn này có nguy cơ sống. Vậy vậy nó to quá. Chín tới. À, nó mềm mềm ghê quá. Thấy con sống sao mà. Mềm mềm. Được thấy không? Nó trong nó cắn nhắc như nè. Yeah. Chầm nó tránh. Nướng có 15 phút à. Bởi lẹ quá nó nguy hiểm. Lâm cái trời. Tôi ăn mấy cái dâu này đi. Chuyện giữa này hay ghê quá. Nguy hiểm quá. Cái dâu này chắc chín nè. Cho người nhỏ nhỏ này ok. Đúng rồi. Ăn mấy bự thôi. Ăn mà nó thơm, nó mùi thơm của sa tế ướp nè. Thêm cái ướp xanh này kia, chấm cay nó. Đã. Sao vậy? Cầm cay sợ nó sắm rồi, không dám ấy, ớt chứ. Rồi này mà đưa mấy ông nhậu là thua luôn. Chúng bài luôn. Gâu hả? Đúng là cái lò nướng nhanh lắm quý vị. Nếu ai thích ăn đồ nướng cứ mua lò này đi nướng. Bao ngon luôn. Ngay con mực này bự chà bá nhỉ, 15 phút là xong. Nó mềm, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Mày nó bự. Chơi con báo mày luôn. Chơi con báo mày luôn. Ngon ngọt luôn. Hả? Thôi, chơi chơi thôi. Thơm gì hết. Nó quất con đây luôn. Còn con này quất cái đầu nó luôn. Ngon. Tính ra cái lò này nướng ngon. Đây. Như râu này, cái này cái đầu của nó mỏng, chơi được. Mấy râu kia nó mập quá, nó chín nổng. Nhưng nó chín mà tại Thái Tâm không có thấy nó ớn ớn làm sao. Chút xíu cũng ăn hết à. Dạ, ăn hơi chút. Ngọt hết thảy. Ngọt cái gì nhỉ? Bao ngon. Mực khổng lồ bao ngon. Sắn ăn lại vì để nó phơi quá rồi nó không kiểm soát rồi bấm ăn nó mệt lắm.
cay quá, cái này siêu cay ngon quá, là dĩa ớt xanh, cay và cố luôn, ở kia ớt, khô gột luôn, cay quá tuyệt vời, có miếng nước à? Đó, video ngày hôm nay mình nướng mực, mình thử coi mực khổng lồ này nó nướng có chín không. Nhưng mà kết quả thì cái lò này nướng khá là nhanh, nướng cũng chín, chín tới trăm luôn. Ngon lành, quý vị thấy không, nó đen khét này nè, nướng như là khá ngon, khá ok. Còn nữa, đó, quá ngon, mực khổng lồ mà nướng 15 phút là ok. Thì video tới trăm hôm nay là nướng mực khổng lồ thôi. Thì những video khác Thế Tâm sẽ nướng những con khác nữa, veo sư tử, rắn, gích, cọp, đặc đà, đà điểu gì đó. Thế Tâm sẽ cho nó lên cái bếp nướng này hết luôn, tất cả mọi thứ lên hết luôn đó. Cho tất cả quý vị xem nha, quý vị nhớ yêu thích thì quý vị hãy nhấn like đó, có cái bàn tay nha, quý vị nhấn like vô, rồi kế bên nó có chữ đăng ký đó, quý vị nào chưa đăng ký thì nhấp vô chữ đăng ký, nó lòi ra cái chuông đó, quý vị nhấp vô cái chuông nó lòi hai lỗ tai ra là xong đó. Xong xuôi hết, bắt đầu là lấy điện thoại ra liên hệ Thế Tâm lãnh tiền đó. Video tới đây là coi như là kết thúc, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn chúng ta đã theo dõi. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.